Chào mọi người, hôm nay em sẽ mở cái promo này cho mọi người xem nhá. Hiện tại thì ship ở Hà Nội đã lấy đơn đi rồi, chỉ còn mấy đơn ship tỉnh mà em chưa đi gửi được, thì tiện thì có đây thì em sẽ mở ra cho mọi người xem nhé. Đây là combo mới, combo mới thì đây. Được combo mới thì sẽ có những chi tiết như thế này, thì em sẽ mở ra để cho mọi người có thể hình dung rõ hơn nhé. Đây thì ra máy cũng hơi ít dung lượng nên là em đã mở sẵn một cái combo đây. Nguyên phụ liệu đủ để cho mọi người làm nhé. Thừa theo mình thì theo em thì là thừa. Đây là vải dạ gồm có các màu như thế này. Đây nhá, mọi người nhìn thấy này, đủ các gam màu khác nhau. Tại vì là em làm sách ấy, cho nên là có một số cái màu mà không làm sách được thì em sẽ không để vào đây cho mọi người nhá. Vì cái màu đấy theo em biết thì là cái những cái màu mà hơi chói thì trẻ con sẽ không chơi được. Đây là những cái màu mà em đã làm sách. Bên em cho nên là mọi người yên tâm nhá, là mua vải bên em thì sẽ không bị thừa. Đây. Đây là màu làm chi tiết này. Đây là một số màu mà em gợi ý để làm, mọi người có thể làm nền nhá. Đây. Nếu như làm 10 trang ấy thì chỉ thì tầm mất tầm 10 tờ để làm nền thôi. Đây, những cái màu này cũng có thể làm nền này, cái màu xanh này này. Mọi người chú ý là làm những cái màu nền nó nhạt thôi nhá. Còn nếu làm màu đậm thì lên màu sẽ rất là khó. Còn mà chị nào mà khó trong cái việc mà kết hợp màu ấy thì mọi người xem mẫu của em ấy, nhưng mà khó quá thì mọi người chỉ nên dùng màu trắng để làm nền thôi nhá, thì nó sẽ nổi tất cả các màu còn lại. Vải thì có 45 tấm vải dạ nỉ nhá. Đây, đủ màu luôn. Trong cái combo này thì cũng y hệt thôi, tại vì là máy hơi ít dung lượng là em đã bỏ sẵn ra cho mọi người xem ấy. Đây, vải cũng như nhau thôi, y hệt luôn, tại vì soạn cùng một lúc mà cắt để làm cho mọi người, nên là mọi người yên tâm vì vải nhá. Mọi người cứ xem đủ số lượng vải để làm, thì có một số chỗ họ bán thì có một số nguyên liệu em xem thì thấy là không dùng đến hết, mà vải thì là ít. Nên là dựa theo cái kinh nghiệm cá nhân mà em đã làm sách thì em sẽ soạn cái combo đủ để cho mọi người có thể làm sách và không thiếu, nên là mẹ làm luôn. Đây, em sẽ cho mọi người xem nhá. Đây, đầu tiên thì sẽ là cái gì nhỉ? Bấm dập lỗ. Tự nhiên lại bị lơ dập lỗ. Thì trước kia thì em hay dùng làm hay soạn cho mọi người cái bộ dục thủ công bằng dùng thì dùng lực để đóng ấy, nhưng mà thấy mọi người chưa biết cách dùng ấy, cho nên là em đã dùng cái kẹp này. Cái kẹp này thì nó tiện hơn nhá. Đây. Đây, em sẽ kẹp thử cho mọi người. Đầu tiên là sẽ kẹp một trang trước, thử test thử nhá. Cái này thì đây, dập phát được luôn. Còn cái kia thì mọi người phải dùng lực, dùng búa hay dùng cái vật gì nặng nặng để đóng nó thì nó mới dập được lỗ nhá. Nhưng còn đây thì dập phát được luôn này. Sẽ ghép hai tờ và dập để làm gáy sách luôn nhá. Em dùng một tay nên hơi khó, tại vì một tay đang quay. Đây, rất là dễ dàng đúng không ạ? Sẽ được cái lỗ như thế này. Thì mình sẽ dùng cái khoen tròn. Khoen tròn như thế này mọi người. Đóng vào thì sẽ được ra. Ôi, dùng tay khó quá.
Dùng một tay. Thôi mọi người, về sẽ tự đóng được cái này nhá. Tại vì em dùng một tay nên là nó có bị chạch thôi. Đóng vào thì cái khoen nó sẽ tròn như thế này này. Rất là dễ, không khó đâu. Tại vì em dùng một tay nên là nó cứ bị lệch. Đấy, đầu tiên là cái dập lỗ này nhá. Thì rất là chắc chắn mọi người có thể dùng để dập giấy này. Có thể dùng sau này mọi người có việc gì cần ấy, mọi người dùng để dập thì rất là tiện nhá. Chứ không phải là dùng một lần mà vứt đi đâu. Tiếp đến là có 6 cái keo nến. Mọi người chú ý là trên thị trường có rất nhiều keo nến loại khác nhá. Cái loại rẻ hơn ấy thì cái chất keo nó không được tốt mà nó rất là nhanh bong ấy. Đây là mọi người để ý là cái keo nó rất là trong. Nó trong màu như thế này luôn, có cái keo rẻ ơi là rẻ. Mà màu nó vàng vàng ấy. Nên là mọi người chú ý mua keo để làm sách nhá, thì chủ cho con thì cần phải an toàn ấy. À, keo bên em là keo trong nhá, keo xịn luôn. Đó. À, tiếp theo là chỉ này. Chỉ màu thì tùy từng đợt nhá, có loại chỉ này hoặc là sẽ là chỉ này. Chỉ này thì mọi người sẽ có thêm cái kéo này, cái kim này, cái dây này, dây đo với cả thọ chỉ nhá. Thì tùy từng đợt ấy, có combo thì em có cái chỉ đấy hoặc là có cái chỉ này, cho nên là mọi người nhận combo thì chú ý giúp em nhé. Có cái lại bảo là không có kéo hay là không có dây đo thì cũng khó nhé, tại vì đợt chỉ về thì mỗi loại khác nhau ấy. Em có hai loại, loại này và loại này nhá. Có 10 màu à, 10 màu để mọi người lựa chọn này. Đó. 10 màu và màu rất là xinh nhá. Màu không có màu nào là xấu hay là không dùng được cả. Tiếp nữa sẽ là cái kẹp gỗ nhiều màu. Ở đây thì mọi người có thể dùng để trang máy giặt, trang phơi quần áo này. Cái này thì dùng để làm thỏ giày và bấm gáy sách này. Kéo để cắt chỉ ở trong cái bộ chỉ này nhá. Hai khoen tròn bấm gáy sách. Mắt thú thì sẽ có 5 đôi to và 10 đôi nhỏ nhá, thoải mái cho mọi người làm con vật luôn. Băng dính gai thì sẽ là hai mảnh như thế này, 25 cm một mảnh, tức là hai mảnh này sẽ được một nửa mét. Khóa kéo để làm trang kéo khóa cho con này, hoặc là làm hình cái con bọ hung ấy. Hạt gỗ oze, hạt gỗ để mọi người có thể làm trang đến hạt từ 1 đến 10. Cúc nhiều màu này, có cả cúc to này. Cúc to, cúc nhỏ, cúc hình trái tim. Đây nhá mọi người nhá. Cúc đẹp. Tiếp đến là cái gì? À đây. Cúc bấm để làm trang bấm cúc cho con này. Ngoài ra thì có ren này và dây buộc. Đây, đủ ra cho mọi người nhìn luôn. Đây là dễ. Combo cũ thì không có ren, không có khóa kéo, không có cúc bấm. Đây, cái ren này mọi người có thể làm trang trí thêm cho sách nhá. Có thể để làm trong cái trang nhà tắm ấy. Cái dây này với cả cái này là dùng để làm trang đếm hạt. Có thể làm cái trang để phơi quần áo. À đây nữa, còn nữa, đây là vải nỉ mềm để mọi người làm cái gì nhỉ? Cái trang mà nhà tắm ấy. Có cái màn để che đấy. Thì đây, em dùng, em cắt cho mọi người vài này luôn nhá. Combo cũ thì cũng không có luôn. Combo cũ thì không có những thứ này này. Đây, không có những thứ này luôn. Đây là những thứ em thêm vào combo mới. Mọi người nhá.
Thì đây là giới thiệu cho mọi người về cái combo mới của bên bên em. Thì hy vọng mỗi ngày thì em sẽ mỗi lần mà thay đổi combo thì em sẽ thêm nguyên liệu cho mọi người chứ không bỏ, chứ không không bớt đi, có nghĩa là em sẽ tính đủ cho mọi người để có thể làm sách nhá. Thì mọi người cứ yên tâm, vì thứ nhất là màu vải, thứ hai là số lượng vải đủ và các nguyên phụ liệu tính đủ luôn. Mọi người là mua combo thì có thể liên hệ với em có thể hướng dẫn cho mọi người nên làm những cái trang nào cho nó phù hợp với mà dễ với mọi người mới làm. Thì tính à, đây còn có khoen đúng không? Có rồi. Thì mọi người đặt mua thì inbox cho em hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo cái số hotline, hoặc là inbox cho em qua Facebook cá nhân, qua kênh YouTube, hoặc là qua cái page sách vải, hoặc là qua page về làm hoa đều được nhá. Em đều nhận được hết. Nhưng mà thường để nhanh thì mọi người gọi điện cho em nhé, gọi điện hoặc nhắn tin. Thì mọi người ở xa thì có thể mua qua Shopee hoặc là chuyển phát nhanh. Thì chuyển phát nhanh thì mọi người phải chuyển khoản trước cho em, còn đâu nếu mua qua Shopee thì mọi người được miễn phí ship và hỗ trợ phí ship, miễn phí ship và thanh toán tại nhà. Ở Hà Nội thì mọi người nhận hàng thanh toán tại nhà thôi nhé, thuê shipper trong ngày hoặc là em sẽ gửi bưu điện nếu mà ở ngoại thành xa quá. Thì combo này làm được nhiều lắm, không chỉ làm sách vải đâu, nên là mọi người mua combo về để làm đồ handmade, ai yêu thích handmade thì có thể làm nhá. Em sẽ làm một số cái clip hướng dẫn mọi người cắt một cái số cái chi tiết khó như là bông tuyết hoặc là cắt viền hoặc là khâu, thì để mọi người làm nó dễ hơn nhá. Xin chào mọi người, đây là clip quay giới thiệu về combo, khoe combo mới. Mọi người mua hàng thì liên hệ với em nhá.